Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Thế lực Tây Ninh nổi dậy, Nguyễn Văn Nên chiếm Sài Gòn, Trần Lưu Quang chiếm Hải Phòng. Thế lực Tây Ninh đang được lòng của ông Nguyễn Phú Trọng. Ban đầu là Trần Lưu Quang được điều chuyển về vị trí thay cho Tất Thành Cang. Sau khi Bộ Chính trị kỷ luật cách chức đối với ông Tất Thành Cang, thì vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định điều động bổ nhiệm ông Quang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Cang. Và việc bổ nhiệm này xem như là chuyến tiền trạm của thế lực Tây Ninh. Ông Trọng đang muốn dùng thế lực Tây Ninh để đánh thế lực Sài Gòn, mà cụ thể là nhóm Lê Thanh Hải. Vào tháng 4 năm 2019, ông Trần Lưu Quang đã gửi đơn đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14 xin thôi chức vụ trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh khóa 14 với lý do do điều kiện công tác. Sau đó, theo thủ tục, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 683 chuyển sinh hoạt của đại biểu Trần Lưu Quang từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về đoàn đại biểu Quốc hội của Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 năm 2019. Và Trần Lưu Quang đã được đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của Thành phố Hồ Chí Minh phân công phải sinh hoạt tại tổ đơn vị bầu cử số 1. Đây là hình ảnh thế lực của Tây Ninh bao gồm Trần Lưu Quang và Nguyễn Văn Nên. Đến sáng ngày 6 tháng 5 năm 2019, Trần Lưu Quang lần đầu tiên tiếp xúc với cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 của Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 3 quận trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, đó là quận 1, quận 3 và quận 4, thay thế vị trí bỏ trống của ông Trần Đại Quang sau khi ông này qua đời. Trần Lưu Quang đến Thành phố Hồ Chí Minh nắm hết tình hình sau hơn một năm để báo cáo về cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đến tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã thông qua Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nên về thay thế cho ông Nguyễn Thiện Nhân để chuẩn bị chuyến dịch đốt lò theo cách dùng người miền Nam, đánh người miền Nam. Đây được cho là món đòn của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ dành cho phía Nam. Những gì ông Trần Lưu Quang cấp, vào tháng 12, ông Nguyễn Văn Nên đã cho tóm Tất Thành Cang. Đấy được xem là chiến công đầu tiên của nhóm Tây Ninh dâng lên ân nhân của mình là ông Nguyễn Phú Trọng. Trần Lưu Quang đã hoàn thành sứ mệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào là điều được đặt ra. Trong việc bắt Tất Thành Cang giúp cho Nguyễn Văn Nên rất nhiều, Trần Lưu Quang được xem là người đến để dọn đường cho Nguyễn Văn Nên thay thế Nguyễn Thiện Nhân. Công đầu tiên của Trần Lưu Quang là đưa ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Long An về Sài Gòn để kiểm soát ngành công an của thành phố này. Và phải đưa người ngoại tỉnh về, chứ không thể để những chân rết vốn là thuộc hạ của Tất Thành Cang và Lê Thanh Hải nắm công an thành phố lớn nhất đất nước này. Kết quả là vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, Bộ Công an đã cử ông Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an về Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định của Bộ Công an điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ có sự tham dự của ông Thứ trưởng Lê Quý Vương và ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Hai người này đã chúc mừng ông Đại tá Lê Hồng Nam, tân Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được cho là một ván cờ và nước cờ vô cùng quan trọng, bởi nếu không có người ngoại tỉnh thì việc điều khiển Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất khó khăn. Đáp lại sự ưu ái của ông Trần Lưu Quang và ông Lê Quý Vương, ông Đại tá Lê Hồng Nam, tân Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ quyết tâm giữ vững phẩm chất đạo đức và cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao về trình độ về mọi mặt và thường xuyên tư dưỡng rèn diện đạo đức và phẩm chất liêm khiêm tốn, gương mẫu giản dị, tận tụy với công việc và nhanh chóng nắm bắt công việc mới, cùng tập thể Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Và nhiệm vụ được giao là gì thì tất cả các bên đều biết. Đó là vào tháng 12 năm 2020, ông Lê Hồng Nam đã xua quân bắt Tất Thành Cang, một chiến công và giám đốc Công an thành phố khó mà có được. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang và ông Lê Quý Vương đã đưa ông Lê Hồng Nam về Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, ông Lê Hồng Nam là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu thuộc Bộ Công an. Sau đó được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An từ cuối năm 2018. Ông Lê Hồng Nam chẳng phải người nào xa lạ, ông ta chính là cánh tay phải của ông Tô Lâm. Thông qua Tô Lâm là Nguyễn Văn Nên hợp với Lê Hồng Nam thì đó là một bộ ba liên minh vững chắc. Có thế mới đủ sức có thể bắt được Tất Thành Cang.
và dường như cho thấy Trần Lưu Quang đang là một đại sứ lưu động của những thế lực này. Trước Lê Hồng Nam, ông Trung tướng Lê Đông Phong vốn là một cánh tay đắc lực của ông Lê Thanh Hải. Việc đẩy được ông Lê Đông Phong đi là một thành công rất lớn của ông Trần Lưu Quang. Sau khi ông Nguyễn Văn Nên kết hợp ăn ý với Lê Hồng Nam, thì có thể sứ mệnh của ông Trần Lưu Quang đã hoàn thành. Ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam có một quy luật bất thành văn, đó là các quan chức mà phát triển tại chỗ là quan chức không được cơ cấu lên cao, còn các quan chức được bổ đi những địa phương xa là những quan chức thuộc diện cơ cấu. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, một hình mẫu của ông Trần Lưu Quang. Trường hợp ông Võ Văn Thưởng là một ví dụ. Vào tháng 12 năm 2004, ông Võ Văn Thưởng được điều chuyển công tác, thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ về làm bí thư quận ủy quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tới 18 tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, Võ Văn Thưởng được bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2011-2016. Tiếp đến tháng 8 năm 2011, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi. Ông lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi ở giai đoạn 2011-2014. Sau khi nắm tỉnh Quảng Ngãi, thì tới ngày 15 tháng 4 năm 2014, ông được Bộ Chính trị điều động chuyển tới công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, phân công ở Ban chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2010-2015 thay cho Nguyễn Văn Đùa. Tới ngày 17 tháng 10 năm 2015, ông được tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020, được phân công điều hành công tác ở Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tới ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Và tới ngày 27 tháng 1 năm 2016, ông được Ban chấp hành Trung ương khóa 12 bầu vào Bộ Chính trị Trung ương là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 trẻ nhất, khi mới có 46 tuổi. Và tới ngày 4 tháng 2 năm 2016, ông thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 và thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy và được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tới ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Và ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Và bước thăng tiến tiếp theo của nhân vật này, vào ngày 6 tháng 2, ông được trao quyết định giữ chức Thường trực Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Và như vậy là ông Nguyễn Văn Nên cũng đã chiếm Sài Gòn, Trần Lưu Quang chiếm thành phố Hải Phòng là thông tin mà dư luận xã hội đang đặt ra. Sau khi gây dựng mối quan hệ và nắm vững những ngõ ngách thành phố Hồ Chí Minh, Trần Lưu Quang giao nó cho người đồng hương Tây Ninh của ông là Nguyễn Văn Nên và sau đó là Bộ Chính trị phân công ông Quang ra Bắc. Lần này, ông Trần Lưu Quang nắm thành phố lớn thứ nhì miền Bắc, đó là thành phố Hải Phòng. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang sắp về Hải Phòng làm bí thư thành ủy. Hiện nay chưa có thông báo chính thức nhưng theo thông tin tiết lộ thì Bộ Chính trị sẽ tuyên chuyển ông Trần Lưu Quang ra làm bí thư thành ủy thành phố Hải Phòng. Ông Trần Lưu Quang thì sinh năm 1967, vốn là bí thư Tây Ninh, chuyển về thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019 sau khi ông Tất Thần Cang bị kỷ luật khi đó. Việc một cán bộ miền Nam được Bộ Chính trị đồng ý đưa ra làm bí thư Hải Phòng là một điều rất bất ngờ trong chính trị của Việt Nam. Và vừa qua, ông bí thư Hải Phòng Lê Văn Thành lại được Quốc hội phê chuẩn về bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Vì thế, ông Trần Lưu Quang ra Bắc chám vào chiếc ghế trống này. Và cứ như vậy, các cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không ngừng nghỉ. Các bạn và các quý vị vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai ngày 3 tháng 5 năm 2021 với bản tin Thế lực Tây Ninh nổi dậy, Nguyễn Văn Nên chiếm Sài Gòn, Trần Lưu Quang chiếm Hải Phòng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de